Hi, xin chào mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại channel của mình. Và trong thời gian gần đây thì mình nhận được rất nhiều câu hỏi của anh em nên chọn bộ chuyển động giá rẻ nào để build xe. Từ năm 2015 đến bây giờ thì mình chỉ có xài chuyển động của SRAM thôi. Và cho đến khi mà mình nhận được chiếc Marine Rip Zone 2 thì trên chiếc xe đó được trang bị bộ chuyển động Shimano Deore M6100 12 speed. Mình rất là bất ngờ về cái độ hoàn thiện của Shimano trong những bộ chuyển động giá rẻ đời mới. Nó cho mình một cái cảm giác rất là mượt mà và dễ chịu, cũng như cái phần khóa trên cùi đề được hoàn thiện rất tốt. Nó không còn quá cứng khi các bạn khóa ở những cái phiên bản đầu tiên được ra mắt. Và bây giờ thì sau khi các bạn chỉnh số xong, các bạn có thể bật lên luôn và nó dùng hoàn toàn rất là mượt mà, sang số không vấn đề gì cả và cực kỳ cứng, không thể văng sên được luôn. Khi các bạn bật cái lock đấy, mình cảm thấy là nó còn cứng hơn cả SRAM. Và khi các bạn muốn tháo bánh ra thì bắt buộc là các bạn sẽ phải tắt cái lock này đi. Thì đó là cái cảm nhận đầu tiên của mình. Với tất cả các bộ chuyển động 12 speed mới của Shimano thì các bạn đã được chuyển sang sử dụng cối lip mới chứ không còn sử dụng cối HG như cũ. Và một cái thứ mà mình không thích khi mà xài các bộ chuyển động cũ đó là sử dụng cối HG. Nếu ai đang đi cối HG lâu năm thì các bạn sẽ biết rằng là khi các bạn sử dụng lâu á thì cái lip xe của bạn nó sẽ gặm cái cối và nhìn nó nham nhở rất là ghê. Trước đây thì mình đã từng đạp vỡ một cái cối của trục hốp. Sau đó là bắt đầu đến cái thời điểm mà SRAM ra bộ chuyển động mới sử dụng cối XD Driver. Sau khi mình được trải nghiệm thử thì mình rất là thích bộ chuyển động mới đó và lập tức là mình chuyển sang chạy SRAM luôn. Và cho đến bây giờ thì sau một thời gian rất là dài và mình được trải nghiệm lại Shimano 12 đời mới nhất nha. Mình nhấn mạnh là đời mới nhất nha, chứ không phải mấy cái đời cũ nữa nha. Mình được trải nghiệm hai bộ chuyển động, một là Shimano M6100 và hai là XTR M9100. Mình thấy nó rất là tốt và mượt mà. Và năm nay thì mình đánh giá rất là cao những bộ chuyển động của Shimano từ Deore trở lên, M6100, 7100, 8100, 9100 hoàn thiện rất tốt. Còn đối với SRAM thì mình thật sự là khuyên các bạn nên bắt đầu từ SRAM GX trở lên, tại vì nó ổn định hơn, được sử dụng cối lip mới. Còn đối với những cái bộ chuyển động dưới ấy, thì mình cũng đã có trải nghiệm thử NX và SX thì mình cảm thấy nó không quá mượt bằng Shimano. Mặc dù là cái lò xo đề của nó vẫn khá mạnh, nhưng mà nếu mình build một chiếc xe tầm trung hoặc giá rẻ thì chắc chắn là mình sẽ lựa chọn bộ chuyển động của Shimano chứ không sử dụng của SRAM, trừ khi là mình bắt đầu từ GX trở lên. Lý do tại sao mà mình lại thay cái bộ chuyển động SRAM từ xe cũ sang chiếc Rip Zone đó là vì mình muốn chiếc xe của mình nhẹ nhất. Với cái chuyển động 12 speed bây giờ thì nó khá là nặng. Và một cái lý do khác nữa là mình cũng không cần thiết sử dụng mấy cái tầng lip lớn, tại vì bản thân lip của mình đang là 142 và mình đi Đà Lạt hay đi những cái đồi mình cảm thấy vẫn đủ và mình không có nhu cầu cần sử dụng những cái lip lớn hơn. Thứ nhất là tăng chi phí, thứ hai là làm nặng xe nên là mình quyết định chọn chuyển động 11 speed cũ. Đó thì là một vài cái kinh nghiệm của mình muốn chia sẻ lại đến cho các bạn sau thời gian sử dụng cả chuyển động 11, 12 từ SRAM cho đến Shimano, từ những bộ rẻ tiền nhất, bộ đắt tiền nhất. Trừ máy bộ điện ra là mình chưa sử dụng thôi. Vì thứ nhất là cái cách chơi của mình nó quăng xe khá là nhiều, và thứ hai nữa là vừa đội thêm tiền khá là cao và xe cũng nặng hơn nữa, nên là mình không có ham hố với bộ chuyển động điện. Và thứ ba nữa là mình vẫn thích tiếng cơ sang số hơn là tiếng điện cứ rè rè. Nếu các bạn còn bất kỳ điều gì thắc mắc thì hãy cứ để lại comment nha. Nhưng mà trước khi kết thúc video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến phần quay thưởng giveaway. Phần này chắc là các bạn học lắm rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần quay thưởng giveaway. Vâng, chúng ta có 94 comment thì chắc là có một vài comment không liên quan lắm, nhưng mà mình sẽ chỉ tính những cái comment nào có lời chúc tới cộng đồng NTB Việt Nam chứ không tính những cái lời chúc dành cho riêng mình. Bây giờ chúng ta bắt đầu nhé. Mình sẽ bắt đầu quay từ phần thưởng nhỏ nhất, đó là chắn bùn PT. Và người chiến thắng của chúng ta sẽ là bạn Sena FF. Chúc anh Tú năm mới thật nhiều sức khỏe và làm ăn phát đạt. Chúc cộng đồng NTB tại Việt Nam ngày càng phát triển. Cũng xin chúc em năm mới may mắn và dồi dào sức khỏe. Bây giờ thì mình sẽ đến với bạn thứ hai. Bạn thứ hai sẽ là bạn thứ hai người đã chiến thắng hai bịch keo của PT Việt Nam, đó là bạn Lâm Trần. Chúc anh Tú và mọi người một năm mới dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý và ride an toàn trên mọi cung đường. Xin chúc mừng em đã là người chiến thắng thứ hai và chúng ta sẽ tới phần quà giveaway cuối cùng, một cặp chân van tới từ PT Việt Nam. Vâng. Cái comment này thì rất tiếc là bạn ấy không có chúc cộng đồng nên là mình không tính, thì như vậy là nó không đúng với thể lệ yêu cầu của giveaway lần này nên mình sẽ bỏ qua và mình tiếp tục đến comment tiếp theo. Cũng tương tự như comment trước nên mình sẽ bỏ qua luôn. Cũng lại như vậy nữa.
cũng lại như vậy nữa nên mình bỏ qua luôn. Và cũng y chang vậy luôn nên mình bỏ qua tiếp. Đây, và người chiến thắng của chúng ta. Cuối cùng thì mình xin cảm ơn nhà phân phối Overmore cũng như là PT Việt Nam đã tài trợ cho giveaway lần này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của mình. Bye bye.